Thưa đại chúng, hôm nay là đầu mùa hạ, theo cái truyền thống của Bắc truyền, thì bắt đầu sau ngày Phật đản là chư tăng ni vào cái khóa tu tịnh nghiệp 3 tháng mùa mưa, gọi là trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam vô lậu học. Nghĩa là 3 tháng này thì chư tăng ni ngồi một chỗ, ở lại một nơi, để mà trưởng dưỡng cái thanh tâm của mình và tịnh tu tâm vô lậu học, như là giới định tuệ. Thì chúng ta ở Hoa Kỳ nó không có như cái ở Việt Nam được, bởi vì cái hoàn cảnh và cái quốc độ nó khác nhau. Tuy nhiên thì năm nay là cái năm đầu tiên tôi về chùa Vạn Hạnh với các vị, thì bây giờ mình phải nhóm lại để mình cũng tập tu theo cái công đức của chư tăng. Thì Đức Phật có dạy là trong cái pháp an cư ấy, nó có tâm niệm an cư. Chứ có những vị chư tăng ni được rảnh rang, được thuận duyên thì ở một nơi một chỗ. Còn có những vị vì cái công việc Phật sự mới đi lại, hoặc là một mình nơi một cái chùa thì không thể mà đi được, tùy cái hoàn cảnh, thì được phép gọi là tâm niệm an cư. Nghĩa là cái tâm của mình hướng tới cái nơi đại chúng đó mà mình nương theo. Mình ở chỗ đó, chỗ của mình ở cũng là một cái an ổn để mà ẩn cư tu hành. Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta không có điều kiện, không có thời giờ, thì bây giờ một tháng như vậy chúng ta dành một tuần sau cái ngày trăng tròn thì mình cũng gọi là tâm niệm. Thì tôi tổ chức cho các vị một tuần lễ lại, lại sám hối. Bởi vì sám hối là một pháp môn rất là quan trọng trong cái đường tu của chúng ta. Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu hóa. Sám là mình ăn năn cái lỗi trước, hối là mình ngăn ngừa cái tội về sau, thì gọi là sám hối. Mà ăn năn lỗi về trước là gì? Không phải cái lỗi mình mới làm kiếp này đâu, mà từ vô lượng kiếp về trước mình tạo không biết bao nhiêu cái duyên nghiệp, trong đó có thiện có ác. Nhưng thông thường tâm chúng sanh á, thì thường tạo ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Tuy nhiên mình có phước báo rằng hôm nay được làm người, được gặp Phật Pháp, thì như vậy cũng là một cái thiện duyên. Như vậy mình có tạo thiện nghiệp cho nên mới gặp Phật Pháp ngày hôm nay. Tôi nhớ bài sám quy mạ, sám ngã niệm với câu: ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tấn tác trần lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, di trạng thù hình tao khổ sở, túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, Phật ngộ di phong đắc xuất gia, v.v. Có nghĩa là con nhớ lại ngã niệm tự tùng, con nhớ lại từ vô thủy kiếp, vô lượng kiếp. Thất viên, thất là con làm lạc mất, viên là cái tánh viên minh, cho nên thất viên minh tánh, con làm lạc cái tánh viên minh của con đi. Cho nên tác trần lao, mà con rơi trong cái cuộc đời gió bụi này, cuộc đời đau khổ này, cuộc đời chịu đựng những thứ bất bình, bất mãn, bất nghĩ này. Đó. Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, ta đã nhiều lần ra vào, xuất sanh nhập tử, ra vào trong cái cuộc sanh tử này, nó nhiều lần luân hồi mà mình không biết được, không biết bao nhiêu lần. Di trạng phù hình tao khổ sở, nó thay đổi không biết bao nhiêu cái thân xác. Di trạng phù hình tao khổ sở làm cho nó cái những sự thanh tao đó mà nó rơi vào trong cái khổ sở vô cùng tận. Nhưng mà gì? Di trạng thù hình tao túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo. Nhưng mà mai thai á, nó còn một cái chút túc duyên nào đó, nó còn một chút riêng tư nào đó, dầu là cái điều thiện ít cho nên gọi là thiểu thiện. Điều thiện dầu có ít đi nữa, nhưng mà nhờ có việc thiện cho nên hôm nay chúng ta mới được làm người.
Chứ nếu mà chúng ta không làm việc thiện á, không có cái tâm lành á, thì chắc chắn bây giờ này á, thầy trò mình đọa không biết đọa làm con gì, hay đọa trong chốn ngạ quỷ, hay đọa trong chốn địa ngục. Mình có làm được chút căn lành, còn chút phước đức nào đó, cho nên mới được sanh sanh cái đạo làm người, sanh trong cái con đường làm người. Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia. Nếu may mắn hơn nữa đó, nhờ cái ngọn gió lành nào đó mà người đã được ra khỏi cái biển sanh tử phiền não, gọi là xuất gia, ra khỏi cái tam giới, ra khỏi cái phiền não, ra khỏi cái thế tục gian này. Cho nên thưa với đại chúng á, may mắn lắm. Vì vậy mà bây giờ quý vị mới thấy được mình hạnh phúc, phải cố gắng lo tu. Tuy nhiên á, trên bước đường tu á, thì cần thiết cái điều cũng quan trọng đó là học. Nếu mà tu mà không học á, không biết giáo lý á, thì mình tu như tu mù. Không có thầy hướng dẫn thì mình tu như tu mù. Dù ông thầy dạy đó là một vị thầy đạo sư, một thầy dẫn đường, một vị thiền trưởng. Tuy nhiên á, cái người đạo sư chưa hẳn là họ đến được bên bờ bên kia, nhưng mà họ biết được cái hướng, họ chỉ cho mình cái la bàn, cái đường đi thì cũng là một vị đạo sư. Vị thầy đó, dù chưa có tới bờ bên kia nhưng mà họ biết cái con đường đi, cũng gọi là đạo sư. Cho nên thông thường chúng ta có những cái tâm ngã mạn thì chúng ta nghĩ rằng phải tìm những vị thầy nào đắc đạo ta học mới được. Trên đời này ta chưa đắc đạo, ta chưa có đủ tốt duyên thì làm sao ta gặp những người đắc đạo được, phải không? Như vậy cái gì nó cũng phải đồng nguyện, đồng hạnh mới gặp nhau chứ. Cũng như cái duyên chúng ta, tại sao chúng ta gặp được nhiều người bạn tốt, mà tại vì ta đã có phước, ta có tâm tốt. Tại sao ta gặp toàn là những kẻ xấu, tại vì ta có cái nghiệp xấu, cho nên mới gặp kẻ xấu. Nên là chúng ta điều đó. Vì vậy cái gì đòi hỏi chúng ta phải có duyên. Có duyên rồi á, thì dầu nói ít cũng nhiều người nghe. Còn vô duyên rồi, dầu có nói cạn lời hết ý, thì cái người vô duyên với mình họ cũng không nghe đâu. Tôi nhớ trong lịch sử Phật giáo thì có hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc. Bà Mạc Lợi Phu Nhân á, là bà một người phụ nữ rất là hiền thục, một người mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà lòng tin Đức Phật á, bà có muộn lắm. Trong khi đó vua Ba Tư Nặc là một vị đại vương á, nhưng mà ông là một người đàn ông, nhưng mà ông gặp Phật cũng nghe ông Cấp Cô Độc nói là ông phát khởi lòng tin liền. Còn ngược lại hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân thì sao? Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân thì nghe nói bà không tin. Mà trong khi quý vị thấy thường thường cái người tin nhiều nhất là tín nữ, phải không? Nhưng mà ngược lại cái thời Đức Phật lại hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân lại không có lòng tin như ông chồng là Ba Tư Nặc. Nhiều lần bà có cái tâm bà không được vui khi thấy vua Ba Tư Nặc cúng dường cho bà và chúng ta. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì muốn người vợ của mình phải theo mình, người bạn đời của mình phải theo con đường mình, là phải quy Phật. Nhưng mà bà nói chưa, tôi chưa đủ duyên, tôi chưa có cái gì để tôi kính trọng được. Mà nhiều lần Phật thuyết pháp bà cũng không muốn nghe nữa. Nhiều lần vua Ba Tư Nặc bảo bà đi nghe bà cũng nghe. Nhưng mà nhiều vị thánh tăng, nhiều vị tôn giả thì bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không độ bà này cho rồi? Trong khi một vị vua, ông đại vương Ba Tư Nặc mà vua Đức Phật độ được, mà hoàng hậu hoàng lại phu nhân Phật độ được, Phật nó chưa tới giờ, chưa đủ cái hội, đủ cái điều kiện, cái nhân duyên tốt để bà ta hướng đạo. Cho tới một ngày đó thì vua Ba Tư Nặc mới rủ hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân đi ra bờ biển tắm. Thì tình cờ hôm đó thì tôn giả La Hầu La với mấy ông tiểu cũng dắt tay xuống biển tắm, xuống bờ sông tắm. Mà bữa đó gặp cái thủy triều nó rút nước cạn, cho nên mấy ông tiểu này, quý vị biết tiểu mà, thoát y ở trần trụi trụi vậy đó, nhảy xuống móc bùn liền chọi chơi, liền chọi tép đầy mình đầy mặt hết. Thế thì quý vị thấy lúc này sao? Lúc này hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân bả càng sanh cái bất tín nữa, mất cái niềm tin nhiều hơn nữa chứ.
Thì bà Ba Ta mới quay lại nói với vua Ba Tư Nạc nói này đại vương, bệ hạ coi cả thầy của bệ hạ vậy đó, tắm xong là trần trụi trụi vậy, lấy bùn lấy luyện chơi vậy, vậy mà bệ hạ thường nói với thiếp đó là đệ tử Phật hay là ngay cả ông Phật đó là tứ quay nghi, ba ngàn quay nghi, tám muôn tới hạnh, khen khen là đệ tử Phật là đi đứng nằm ngồi đoan chính, trong khi bữa nay là bệ hạ hết chối cãi rồi ha, hết chối cãi rồi đó, đó thầy của bệ hạ vậy đó, làm cho vua Ba Tư Nạc cũng buồn. Khi nghe hoàng hậu Mạn Lạp Phu Nhân nói vậy làm cho ngài thối tâm. Tuy nhiên lúc đó đó thì trong cái mấy ông tiểu đó thì lại có một vị chính thánh hoàng biết được vợ chồng của Mạn Lạp Phu Nhân và Ba Tư Nạc, người thì chỉ trích, người thì thối tâm như vậy đó, cho nên đó, ông tiểu đó mới vận dụng thần thông đó, rửa tự thân sạch sẽ hết, và các cái tấm y đang để trên bờ nó tự động quấn vào từng người hết, rồi nắm tay bay trên hư không trở về tỉnh xá. Thế thì bây giờ sao? Vua Ba Tư Nạc mừng vui lắm. Đang lúc cái tâm thối chuyển như vậy đó mà được cái hình ảnh như vậy làm vua Ba Tư Nạc quên đi cái tâm thối chuyển, mừng lắm. Quèo Mặc Lợi Phu Nhân đó này này nè, Ái Khanh coi thầy của trọng đó, thầy của trọng đó, thầy của trọng. Thì cái điều này cũng nhắc là điều chi? Nếu chúng ta sanh vào cái thời, cái duyên mà ta gặp được những vị đa tu đắc đạo thì trên cuộc đời nó không có chuyện gì để nói hết. Có nghịch đó thì phải có thuận đi theo liền, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta bị cái nghiệp duyên cho nên sanh không cùng thời với Phật, và chúng ta là sao? Không gặp những bậc thánh tăng đắc đạo, cho nên chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta biết nó dễ cái thối chuyển tâm Bồ Đề. Mà khi thối chuyển tâm Bồ Đề rồi đó thì sao? Ta nổi cái lòng kiêu mạn bực bội. Bởi vì nói sao? Ông đó ông thầy mà ông không có tròn, mình ngoài đời mình tự mình làm mình ăn, mình có vô duyên mình bố thí cũng vừa không chừng ngon hơn ông thầy nữa, phải không? Tại khi mà mình thối chuyển rồi đó, mình dễ nảy sinh cái tâm kiêu mạn. Vì vậy mà Phật tử lại sám hối để chi vậy? Để cho nó tiêu cái tâm kiêu mạn, nó tiêu cái tâm tật đố, nó tiêu cái tâm ích kỷ, nó tiêu cái tâm giận hờn. Khi lại Phật nó gì? Lại Phật giả, kính Phật chi đức, lại danh hiệu Phật, ta cúi đầu ngũ thể đầu địa lại Phật như vậy để kính Phật chi đức, để nhớ cái ân đức của Phật, cái ân đức giáo hóa của Phật, của mười phương chư Phật, cái công hạnh của tất cả chư Phật. Vì chư Phật nào muốn thành tựu đạo nghiệp phải trải qua cái công hạnh tu tập vô sỉ vô biên kiếp, từ sơ phát thiện tâm cho tới thành tựu đạo Bồ Đề, nhất là trải qua cái chặng đường Bồ Tát đạo, nó công đức luôn vô lượng, công đức lớn lao lắm. Cho nên các vị lại Phật là như vậy, để kính Phật chi đức, niệm Phật là cảm Phật chi ân, mình niệm danh hiệu Phật là mình cảm cái ơn của Phật, còn lại Phật là cảm cái đức của Phật, kính cái đức của Phật. Cho nên Phật tử cố gắng học như vậy. Tôi sẽ cố gắng theo lời đề nghị của mấy anh em gia đình Phật tử cũng như các vị á, tôi sẽ mở cái lớp học đàng hoàng. Sau này, sau cái mùa an cư này tôi đi công việc Phật sự xong rồi đó, thì bắt đầu chúng ta ngồi lại có lớp học, có bài bản đàng hoàng. Nếu những học trò của Phật thật sự có tu có học mà sau này nói không đúng đó, là cái lỗi tại quý vị, phải không? Bây giờ các vị nói chưa đúng đó, thì lỗi tại tôi, tại ông thầy, tại quý thầy chưa hướng dẫn. Nhưng mà quý thầy hướng dẫn rồi mà các vị nói sai là cái lỗi tại học trò. Vì vậy mà cái vai trò của tôi, các vị mời làm trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, thì tôi sẽ cố gắng. Nếu các vị mà được như vậy thì tôi nghĩ là vừa thầy cũng có phước mà vừa trò cũng có phước. Chứ không héo á thì mình cũng chơi thôi. Chơi mà chơi trong cái biển phiền não. Cho nên việc tu nó phải đi liền với việc học. Nói như vậy thì tôi nhớ có nhiều lần chư Tôn Đức có kể cho tôi nghe, cho dạy cho chúng tôi nghe
hai vị hòa thượng mà chúng ta thấy trong cái bối cảnh khó khăn nhất, mà hai vị này nó tiêu biểu cho một vị thì tiêu biểu cho tu và một vị tiêu biểu cho học. Ở miền Nam thì có cụ tổ Lê Khánh Hòa, ở miền Trung thì có tổ Huệ Đăng. Hai vị này, một vị tiêu biểu cho sự tu học, sự tu, và một vị tiêu biểu cho học. Cụ Lê Khánh Hòa thì vào năm 1927 cho tới năm 32 là giai đoạn khó khăn nhất của Phật giáo, mà gọi là phong trào chấn hưng Phật giáo. Cụ xách cây gậy, mặc một chiếc áo nâu sòng, xách cái vỏ bị điểm, túi điểm, mà cụ đi hết tỉnh thành này tới thôn ấp nọ để gặp chư tăng, vận động chư tăng để thành lập lại phong trào chấn hưng Phật giáo. Và cụ quan niệm rằng muốn chấn hưng được Phật giáo thì đòi hỏi phải có tăng tài. Cho nên cụ nói là các chùa bao nhiêu cũng không khó, nhưng mà đào tạo được tăng tài mới là cái chuyện quan trọng. Cất chùa cho nhiều, bữa nay như chùa Vạn Hạnh mình cất cho đẹp như vậy đó, nhưng mà không có tăng tài thì quý vị thấy nó giống như bỏ quan phế, giống như phế thôi. Bữa nay tôi mới dám nói thẳng vậy đó cho các vị thấy rõ chỗ đó. Tại sao mấy mươi năm nay các vị cứ đấu đá cứ hơn thua, là tại vì các vị quan niệm là tạo cái vật chất, chứ các vị không quan niệm đào tạo tăng. Mà giữ cái thiền môn được, giữ cái đạo pháp được là phải nhờ tâm chứ. Có gì công nhận điều đó không? Cho nên mới có câu là Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng quá. Phật pháp mà có trường tồn được là phải nhờ cái hàng ngũ tăng bảo. Mà thiền môn hưng thịnh thì nhờ đặng việc tính tâm. Các vị thấy các vị cắt cái chùa như thế này nó không khó. Ai cũng than chứ thật sự nó không khó. Nó khó dân nữa thì nó khó trong một giai đoạn thôi. Rồi sao? Nhờ nhiều người góp của, góp công thôi. Thì bây giờ quý vị thấy cái chùa này so lại đâu phải là khó, phải không? Nhưng mà đào tạo hay là có một vị chân tăng có tài, có đức mới là khó. Cho nên đó, cái sai lầm của một số Phật tử là bị những cái điều nó làm cho mình bất tín đi, giống như bà Mặc Lại Phu Nhân vậy đó. Nhưng mà rồi mình không có phước duyên, mình không gặp được cái ông tiểu nào đắc đạo hết á. Chứ nếu mà bây giờ mà quý vị gặp ông tiểu đắc đạo thì quý vị nhìn thấy nó khác liền à. Do cái nghiệp của mình, cho nên mình đi đâu mình cũng nghe xấu ở trên, phải không? Tối ngày cứ nghe nói ông tăng này dày, ông tăng kia khác, bà ni kia nọ, là tại cái nghiệp của mình. Tại sao trên cuộc đời này mình không nghe những điều tốt, mình không nghe cái lời khen của chư Phật, là cái công hạnh của chư Bồ Tát, cái phước đức của bao nhiêu chị tăng khác, mà mình cứ tối ngày mình mở mắt ra nghe xấu không à? Đó là cái nghiệp của mình. Ban đầu tôi cũng có quan niệm không khác gì các vị hết. Tôi mở mắt ra tôi thấy ai cũng xấu hết. Rồi sao rồi dần dần tôi nghe vậy, trên đời này mình thấy ai cũng xấu hết thì mình sống với ai đây? Rồi tôi mới nhớ lại là Đức Phật dạy thì sao? Đức Phật dạy nói ai làm thiện thì ta sanh thiên giới, ta ở cõi trời hết rồi. Ai làm ác thì ta ở địa ngục hết rồi. Như vậy thì mình ở cổ lửng lửng này là sao? Nó có thiện, nó có ác ở trong đó. Quý vị hiểu không? Nó có thiện, nó có ác ở trong đó mới ở cổ lửng lửng này chứ. Còn mà những người tốt ta về trời, ta sống cổ an lành hết rồi. Còn người ác, tạo nghiệp ác, mà đại ác là ta ở địa ngục hết rồi. Chúng ta ở đây làm gì hả? Như vậy để làm chi vậy các vị? Đức Phật nói như vậy để chúng ta nghĩ là sao? Để cho mỗi hành giả chúng ta có một cái tấc lòng quan hỷ. Chúng ta hãy nhìn về mặt tốt đi. Nhìn về mặt tốt thì mọi việc nó sẽ tốt. Còn cứ nhìn về mặt xấu và tâm mình cứ nghĩ người đó xấu á, thì nó chiêu cảm ác báo. Cho nên tất cả những cái xấu nó cứ hiển lộ trước mặt bên ngoài. Phải không? Cho nên may thay cho các vị đó, còn có túc duyên trong cái giai đoạn này, còn có các bậc tôn túc đến đây thăm viếng giảng dạy, cộng với cái nghiệp của tôi với các vị cũng nhiều đời, cũng có từng gây quan gia trái chủ gì đây, hôm nay mới gặp nhau. Chứ tôi không dám nói là thiện nghiệp nha, bởi vì gặp nhau mới nói nhau nghe. Hiển nhiên á, trong cái nhóm này nè, trong cái nhóm Phật tử mình thì có nhiều người ta tu cao cao rồi, có người thì ta mới tu,
Có người thì hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, cho nên quý vị không thể nào bắt buộc bá tánh theo ý của mình được. Vì vậy mà bây giờ các vị khỏi cần, ai nói thầy tốt cũng à thầy tôi tốt, ai nói thầy xấu à thầy tôi có tốt, đâu mà sợ nói xấu, phải không? Cứ nói vậy cho rồi khỏe nhất à. Cho nên tôi á, khi mà bị vô minh á, ai chê tôi giận lắm. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi, tôi nói trong bụng, tôi tự mình nói mình có tốt hồi nào đâu, sợ người ta nói mình xấu. Cứ nói như vậy, cứ mình an ủi mình, cứ mình bớt giận vậy. Cho nên các vị nhớ, bây giờ mùa hạ này tôi nè, tôi khuyên các vị sáng trước khi đi làm, các vị tìm cái hoàn cảnh của các vị, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh, có thể ngồi thiền, có thể trì chú, bất cứ làm điều gì đó. Nhưng là sáng mình dậy đó, mình cho cái thần trí của mình nó gom lại, nó sáng suốt. Rồi trải dài 8 tiếng đồng hồ mình làm đó, xong về nhà ăn cơm xong rồi sao? Xách xe chạy về chùa, tụng kinh xong về niệm Phật, ngồi thiền gì đó, phủi chân ngủ. Thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Thì như vậy là chắc ăn nhất à. Sở dĩ tôi muốn tuần này tu, tuy rằng có một buổi tối, một tiếng đồng hồ và nghe giảng 45 phút nữa thôi, nhưng mà nếu quý vị tận dụng thời gian như vậy là tu nguyên ngày đó, thấy không? Tối mình trước khi mình ngủ có tâm mình nó an thì sao? Cái giấc ngủ của mình nó không có thấy ác nghiệp, thấy thiện nghiệp. Tâm mình trước khi ngủ mình nghĩ tới Phật, tới Bồ Tát, tới lời dạy của Thánh Hiền, tới hành động cao thượng của các bậc trưởng thượng, thì lòng mình nó an ổn, mình ngủ. Ngủ thì khi mình ngủ chắc chắn thần trí chúng ta nó sẽ tán loạn. Nhưng mà trong khi tán loạn đó, nó còn một cái trí đặc biệt A Lại Gia Thức đó, là nhớ Phật, nhớ Bồ Tát, nhớ Thánh Hiền. Còn trước khi mình ngủ mà tâm mình giận hờn, tâm mình thù oán, hẹn ngày mai mình nói cái lời nào đó cho người ta đau khổ đặng mình trả thù, hẹn ngày một ngày kia ngày nọ rủ người khác ghét lây vân vân, thì như vậy tâm mình nó sao? Nó bất an. Mà nó bất an thì khi ngủ cái A Lại Gia Thức này nè, nó chứa gọi là tàn thức mà, nó chứa cái bất an đó, nó làm cho mình có ác mộng. Ác mộng có khi sao thấy ngày mai, ngày nay mà mình thấy ngày mai mình gặp người đó rồi, mình chửi người đó trả thù rồi, rồi người đó chịu không nổi cái tán mình một tay, cái mình quê quá, mình hẹn ngày khác mình trả thù tiếp, phải không? Cái sự việc nó chưa diễn tới mà tâm mình nó bất an, nó nghĩ toàn là cái đau khổ. Cho nên tôi khuyên các Phật tử tập tu là vậy đó. Bây giờ tôi hướng dẫn các vị từng cái vấn đề là như vậy. Tối tập cho mình trước khi ngủ mình cười an lạc, rồi ngủ cho thẳng giấc. Nếu tâm mình an lạc một đêm, quý vị chỉ ngủ vài giờ đồng hồ thôi là đủ giấc. Tâm không an lạc cứ hồi nằm cái thấy ác mộng, hồi cái thấy giật mình, hồi thấy thương ghét, hồi thấy phải quấy, thì ngủ sao? Sáng ngủ dậy chật chờ đi làm cả ngày đã mệt mỏi. Còn bây giờ quý vị an rồi 12 giờ quý vị ngủ cũng được nữa. Khi mình an rồi mình ngủ không bao giờ mình giật mình bất tử hết. Cho nên Tổ Huệ đang nói câu mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài, Tổ dạy rất rõ, tôi đã thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Thôi thì bây giờ các vị nào mà có phát tâm được á, viết cái câu đó ở dưới cái chân của mình, chân giường mình á, trước khi ngủ mình để cái chân mình đọc câu đó, cái mình tréo chân mình đọc dịp chơi ha, để thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Như vậy tới sáng ra thì mình cũng tụng kinh niệm Phật trì chú tùy cái hoàn cảnh của mình, rồi các đoàn mình đi làm. Khi tâm mình buổi sáng nó được an thì mình đi vô chỗ công xưởng của mình làm, cái chỗ nơi mình làm việc thì sao? Mình gặp ai mình cũng vui hết á. Thì như vậy thì phải là phước không? Cho tới chiều về mình ăn cơm xong, mình dành cái thời giờ chạy đi chùa tụng kinh học đạo nữa. Cho nên bây giờ các vị thử một tuần này cố gắng tinh tấn ít bao nhiêu coi đây là cũng quý rồi. Cứ tới giờ, tôi bây giờ đúng 7 giờ là tôi tụng kinh. Bị tuần này phải như vậy, đặng cho 8 giờ 45 là mình nghỉ ha. Thì các vị nhớ, nếu có trễ thì cứ vô trễ, còn đúng 7 giờ là tôi tụng kinh. Các vị cứ tới trễ chút cũng sao hết đó. Miễn sao mình về đúng giờ rồi mình ngủ đi làm. Thì tôi nhắc như vậy, thì tôi trở lại vấn đề Tổ Lê Khánh Hòa đó. Tổ là cái người chủ trương cho tôi cho học.
cụ tổ là người Bến Tre mà dám chở gỗ liêm của chùa Tiên Linh của cụ á, của ai mà không nghe mà nói chuyện nghe, dở gỗ liêm cái chùa Tiên Linh mà cụ đem bán cho cái đình để lấy tiền chi, quý vị biết không, lấy tiền mua cái bộ Đại Tạng Kinh không à. Bộ Đại Tạng Kinh đem qua Trà Vinh để cho chư tăng thời bây giờ nghiên cứu học, thì nhiều Phật tử mới thấy chịu không nổi, nói tại sao mà hòa thượng lại đi bán gỗ chùa cái chánh điện vậy mà hòa thượng dở gỗ đi bán. Hòa thượng nói cái gỗ này nó đâu có quý bằng tăng, 10 cái chùa này tôi có thể cất được nhưng mà tôi không thể đào tạo được ông tăng. Vì vậy bây giờ cần đào tạo ông tăng, khi một có một ông tăng tu hành có học hành đàng hoàng á, thì lúc bây giờ hướng dẫn đạo lý đàng hoàng, nhắc nhở bá tánh bổn đạo tu hành đàng hoàng, thì bá tánh bổn đạo á, cúng cách 10 cái chùa này cũng nổi, chứ đừng nghĩ một cái chùa này. Cho nên hòa thượng dỡ gỗ chánh điện chùa Tiên Linh mà đi bán. Quý vị thấy đời nay có ai làm được điều đó không? Mà cái thời Pháp thuộc, thời năm 1932, 31, 32 mà hòa thượng dám làm điều đó. Thời nay thì sao? Nếu ai mà lại rinh cái gì quý quý của chùa Vạn Hạnh này đem đi bán lưu tăng, chắc là quý vị là nó sống động cả cái Hoa Kỳ này, chứ đừng đi Mexico, phải không? Cho nên các vị nói như vậy để tôi nói các vị là cái hàng tăng bảo nó quý như vậy, quý giá như vậy, nếu cái vị đó tu hành. Cho nên các vị nhớ, tiền bạc á, coi vậy chứ dễ kiếm chứ không khó, nhưng mà kiếm được một vị tăng không phải chuyện dễ, gặp chúng tăng không phải chuyện dễ. Như vậy mà tôi nghe Phật tử Diệu Lạc nói điều mà tôi sót á, nói nghe người ta điện, Phật tử điện tới chùa viết, con trùm mền con ngủ rồi mà con ráng dỡ cái mền, con xách xe tắt con chạy xuống, con nghĩ người ta cúng 10 đồng con cũng vui nữa, miễn sao có lợi cho chùa. Cái điều này tốt, tuy nhiên nó tốt với chỉ có một phần thôi. Cái lợi bây giờ là cần có những vị cao tăng thạc đức để mà hướng dẫn đúng chánh pháp, điều cần. Cái này 10 đồng nó không giá trị gì đâu, phải không? Các quý vị nên nhớ vậy đó. Cho nên mình dành một cạnh nào đó thì mình chỉ thấy cái quan trọng là cái cơ sở vật chất, nhưng mình phải mở rộng cái tấm lòng ra, bởi vì cơ sở vật chất thời gian nó cũng sẽ hư một, núi nó còn mòn, biển nó còn cạn, thì tôi hỏi quý vị cái chùa này nó giá trị được bao lâu? Thì quý vị phải nghĩ rằng phải đào tạo với cần kiếp có chúng ta. Tôi nhắc chắc nhắc những điều thiết yếu như vậy, xin các vị nghĩ thêm. Cái vị tổ thứ hai đó là tổ Huệ Đăng. Tổ là người Bình Định, xuất thân từ chùa Long Hòa, nhưng mà xứ Bình Định là cái nơi hát tuồng, cái thời bấy giờ là cái xứ để đào tạo chư tăng ra đi làm pháp sự chứ không phải đi làm Phật sự. Pháp sự là gì? Là đi cúng kiến, làm thầy bùa, thầy pháp, thầy chú, thực coi ngày, coi bối, coi tai, giết hung, tối ngày đi cầu nguyện cho người ta không á. Cho nên tổ mới nghĩ rằng cuộc đời tu của tôi làm sao mà tôi như vậy được. Tôi tu là tôi mong tôi giải